Này, hẹn nhau ra đây uống cà phê chứ không phải để than ngắn thở dài nhá. Ta có tâm sự người ta mới gọi cậu ra đây. Thế tâm sự thì tâm sự đi. Chồng tôi ba đời là giàu có, ông biết rồi đúng không? Biết rồi. Chồng tôi bây giờ là phó giáo sư mà lại làm quan chức. Thì em sao? Thì trong khi đó tôi chỉ là một nhân viên thu ngân bình thường của một siêu thị thôi. Thì mình càng phải tự hào về chồng mình chứ. Ta tự hào cái gì? Vừa mới cuối tuần trước tôi đi họp lớp với chồng tôi xong. Ui, vui không? Vui đã chả gọi ông ra để tâm sự. Thế như thế nào kể? Biết hôm nay tôi gặp ai không? Gặp ai? Gặp bà Thu. Người yêu cũ của chồng bà? Không. Bà Thu săn soi mà bình thường tôi hay kể với ông ấy. Đấy. Vừa mới vào trong phòng nhá, tôi chưa kịp ngồi, bà đã hỏi chồng tôi một câu. À, thế chồng làm phó giáo sư chắc vợ phải làm tiến sĩ nhỉ? Cay cưa. Trời ơi. Này, việc gì phải cay? Đối với những người mà vô duyên như thế là mình phải đập thẳng vào mặt luôn. Này, hôm đấy ngay sau khi bà Thu bá nói nhá, chồng tôi đứng dậy tuyên bố luôn. Như nào? Thưa chị, vợ em là chuyên gia cầm tiền thiên hạ, kiêm chuyên gia tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn BBC. Trời ơi. BBC á? BBC nó là cái gì? Bà bố con. Này, từ một nhân viên thu ngân bình thường nhá, chồng tôi tăng một phát tôi lên mây xanh luôn. Sao tự hào lại. Này, đúng là giáo sư tiến sĩ có khác, ăn nói cũng khác tôi. Ông thì nói chuyện gì? Em ơi, nước. Các cặp đôi khi mà tiến đến hôn nhân thì không phải là vì cái sự chênh lệch mà ngăn cản họ đến với nhau, nhưng khi mà họ về sống với nhau có nguy cơ tan vỡ vì vấn đề là không môn đăng hộ đối giữa hai vợ chồng. Cũng không ngại chia sẻ với mọi người, đến tận bây giờ tôi vẫn ở nhà vợ tôi và tôi vẫn chưa mua được cái gì cho vợ tôi cả. Mà toàn là vợ tôi mua cho tôi. Chính xác. Đến bây giờ nếu mà mọi người bảo dùng từ ăn bám thì chưa đến mức, nhưng mà bảo dựa vào cái hoàn cảnh của bạn đời của mình thì tôi cũng không phủ nhận. Vâng. Khoảng 3 năm đầu tiên thì có khá nhiều khó khăn. Vâng. Đầu tiên phải nói đến chuyện là mình cảm thấy đúng thật là mình kém thật. Nhưng mình đến một nơi mà không có một ai bằng mình mà chỉ có hơn gấp 10 trở lên. Và nhất nói luôn là về tiền, là mình cảm thấy rất áp lực. Cái thu nhập mà mình thường tự hào bây giờ nó trở thành cái thứ gì đấy nó quá bé, làm cho mình cảm thấy là ôi, hóa ra là mình không cho được vợ mình những thứ như người ta. Nhưng mà cái hay nhất là anh Trần Ngọc lại thoải mái nói ra được tất cả những điều này là để được như anh Trần Ngọc, người ta vẫn... Tức là để vượt qua sự xấu hổ. Đúng rồi, đúng rồi, người ta vẫn phân tích rất là nhiều ở cái trạng thái nhận ra được là ôi chết rồi, khác biệt à. Rồi, bây giờ phải làm thế nào đây ạ? Đây là một cái chủ đề phải cực kỳ nghiêm túc để nói. Và em thì không thể nói chuyện nghiêm túc được thì thôi em mời anh. Anh có thể mở đầu cho chủ đề này một cách nghiêm túc được không ạ? Vâng. Trần Ngọc thì cũng nhân diễn đàn này và có thể nói rằng là xin cảm ơn bố vợ đã tạo điều kiện yêu thương giúp đỡ cho con có được đến ngày hôm nay. Đúng không? Và thực sự ra là Trần Ngọc cũng là con rể xứng đáng thì người ta mới cho được như thế. Còn người không xứng đáng chắc cũng không nhận được những điều đó đâu. Khó khăn lớn nhất chính là lúc còn đang yêu nhau. Cái màn đầu tiên là dắt về gia đình. Một người thì làm cán bộ cực to ở thành phố, một bên thì cán bộ là nông dân, thậm chí mẹ còn mới chỉ học lớp 4, thậm chí bố mới đi tù. Thì chắc chắn cái màn mà khai báo lý lịch ấy đã để lại ấn tượng rồi. Sở dĩ các cụ ngày xưa cứ bảo lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống, với lại phải làm sao môn đăng hộ đối, nó cũng có ý nghĩa của nó. Bởi vì đối với người xưa ấy, hôn nhân không phải là chuyện riêng của hai người, nó là chuyện của hai dòng họ. Tôi thì tôi thấy rằng là nó còn có những cái tác động nữa là cái văn hóa, đặc biệt là những tiểu thư từ bé đã được kiểu là chăm sóc, đã được kiểu nâng niu, lấy một anh chồng ở dưới quê, cái Tết đầu tiên về nhà chồng cũng khổ cực không kém, rất yêu chồng, nhưng đấy là về đến quê lại phải chấp nhận những cái mà nó gọi rằng là cái sự khác biệt văn hóa. Cuộc sống của mình phải tự chủ. Cũng như Ngọc cũng thế, khi mà Ngọc lấy một gia đình thì, có thể chị lại bảo em không tự chủ. Nghe chị nói hết đã, chị chưa nói hết. Về với một gia đình mà như Ngọc chia sẻ đấy là có thể hơn Ngọc về nhiều thứ. Nhưng có một cái Ngọc có, đấy chính là sự tự tin rằng là tôi có thể bước chân ngồi vào gia đình này. Đừng ngồi so tôi đủ tự tin và tôi đủ tốt, tôi đủ khả năng để tôi có thể làm con của hai bác hạnh phúc. Tôi có thể đem lại những thứ mà có thể tiền lúc này tôi chưa có nhưng sau này tôi sẽ làm được. Thực ra nó có một câu chuyện này, hai bố của bọn em quen nhau trước bọn em. Bước chân vào nó dễ. Thế là khi mà hai bố, hai mẹ có gặp nhau, bố em cực kỳ nghiêm túc và nói chuyện với cả gia đình bên kia là anh chị thực sự có muốn nhận một thằng con rể như thế không? Bởi vì bọn em là không có khả năng
lo cho chúng bất cứ một điều gì hết. Ngược lại, bố mẹ vợ của em nói với cả bố mẹ em là anh chị có thực sự muốn nhận một đứa con dâu hơi lập dị không? Không làm ăn gì lâu dài và không biết phép tắc truyền thống. Và hai bên rất lo lắng cho nhau chứ không hề lo lắng gì cho nhà mình cả. Mà điều hay nhất là lại thẳng thắn với nhau, chỉ chia sẻ lo lắng cho nhà bên kia thôi. Thật ra là gia đình nhà Ngọc là một trong 1% rất nhỏ của những câu chuyện không môn đăng hộ đối mà gặp may mắn và có cái kết đẹp. Khi mà cái tình yêu nó đủ lớn để có thể chấp nhận và dung hòa nhá, chứ em không nói thay đổi, bởi vì để mà thay đổi một con người rất là khó. Nhưng đôi khi cái sự khó khăn đấy đối với những người đàn ông thật sự nghiêm túc và thật sự là muốn có một gia đình hạnh phúc thì họ sẽ quyết tâm và họ sẽ cố gắng. Phụ nữ cũng như vậy. Tôi nhớ mãi một cái status của anh Ninh Đoàn khi con gái hỏi bố ơi tình yêu là gì, ông bố đáp là khi bố nghèo thì mẹ vẫn lấy bố. Vậy thì tình thương là gì? Tình thương là khi bạn trai con nghèo, bố không cho con lấy. Thật sự môn đăng hộ đối nó nằm tất cả ở ông bố bà mẹ thôi. Thế thì như em vừa nói đấy, quan trọng nhất cái sự bao dung của những ông bố bà mẹ. Nhưng nói thật là hãy nhớ một câu rằng chúng ta đều mong muốn hạnh phúc đấy. Mà cứ thế, cứ cái câu công thức độc lập, tự do, hạnh phúc. Cố gắng độc lập tối đa, vun vén cho nhau, bỏ ngoài tai những cái lời gièm pha của người khác. Với bố mẹ chưa hiểu rồi dần dần sẽ thương. Và tôi tin là mọi cái khó khăn trong cuộc sống này chỉ nên được xem như là thử thách để chúng ta vượt qua mà thôi. Đến với nhau có thể vì rất nhiều sự khác biệt, không kể là môn đăng hộ đối hay còn rất nhiều cái sự khác biệt khác, đều là những gia vị làm nên hạnh phúc của cuộc sống này. Và tôi nghĩ rằng là tập tiếp theo của Điều Nhỏ Bé Kỳ Diệu sẽ là một cái gia vị khác nữa. Mình sẽ ví nó như là nam châm trái dấu khi mà những thứ thuộc về mong muốn, sở thích nó khác nhau giữa hai con người nó như thế nào. Và hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau có những câu chuyện thú vị hơn vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.